เสื้อนี่ได้ใจใจนี่มันคงซื้อละยิ่งเท่ามวยจะกุ้งเนี่ยซื้อเกี่ยวไหนนะซื้อดุ้งเงินบาทมันไม่ได้ให้กระดิ่งให้เพื่อนbiên phòng nó hai khẩu súng ngày xưa ấy, bây giờ dưới kia hai khẩu súng ạ. Thế là bây giờ nó thành ra là khách sạn, kinh doanh rồi. Người quân đội còn đấy không? Vẫn còn khách sạn của nó, nhưng mà kinh doanh. Ví dụ như mà ví dụ quân đội mà các thứ nó về thì nó vẫn phải tiếp. Còn khách sạn ngoài kia ra nó vẫn kinh doanh. Nó có thể quân khu này, ngày xưa là quân khu chỗ nhà Minh Tâm ở. Minh Tâm bên dưới. Ừ. Lắm giờ gặp ông đâu vậy? Thế là đi vào ăn đi cổng khác. Đây là cơ quan còn cổng khách sạn. Đang lấy cái vị trí nó xây thành cái. Bộ Y tế đây, Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định này. Đấy, cao nhưng mà dân ở đây nó ít. Nếu mà chủ. Nó khiếp cái đây. Khiếp cái này, nó toàn sang Thái Bình là nhiều. Sang Thái Bình á? Vâng. Thế buồn cười. Thái Bình nó bệnh viện sản Thái Bình to lắm. Nói chung là ở đây thì nó cũng có cái về phần Duy Tâm ấy thì nó ngày nó mới khai trương ấy. Khai trương ấy làm ấy trong cái thời gian đầu anh thì cái rủi ro của nó nhiều quá. Thế đâm ra nó khiếp, dần nó khiếp. Cái chỗ 5 tầng, 3 tầng. Đây có cái ông nhà ông sĩ ngày xưa là bà Phương cho tiền mua nhà đấy. Người ở nhà tập thể mà cái thằng 5 tầng nó ngày xưa những cái nhà 5 tầng 3 tầng ăn ở Nam Định này, nó không có thang máy. Chuyên anh nào mà ở tầng 2 là đẹp nhất, chứ tầng 3, tầng 4 là mấy. Thế mà ở Hà Nội em bây giờ con cháu em nó mua nhà mấy tầng anh nhỉ? Tầng 6 mà đi bộ kìa. Chắc là rẻ, nó có loại rẻ. Đấy, khiếp qua tầng 6 mà lúc nó ốm thì không, nhưng mà nhà mới xây hay là nhà cũ? Mới xây ạ? Mới xây mà 6 tầng mà lại không có thang máy. Không có thang máy. Nó ở tầng thứ 6 còn chảy biết mấy tầng? 6 tầng. Không có 6 tầng thế à? Tầng cao chứ cùng 500 triệu một phòng mà một căn. 100 triệu thế à? 500. Được một căn được bao nhiêu đấy? 30 mét vuông sao nhỉ? Bao nhiêu? 30 mét vuông. Đấy, bây giờ những cái khu nhà 3 tầng, 2 tầng này, cái hồi ném bom mà nó còn vẫn còn nhiều đây này. Nó không rung rinh hết rồi. Thế mà đến bây giờ nó vẫn còn xây từ 1962, 1960 nó bằng tuổi mình.
Bây giờ bây giờ nó ở đó anh ạ. Hả? Tiền bây giờ lắm ai ở trong đấy kinh lắm. Kinh lắm. Khu Lâm Tổng vậy. Ừ. Vô nhà nó đỏ hết. Bên này bên này cái khu bên này là một dãy 3 tầng, một dãy 2 tầng. Ừ. Còn cái phía trên đấy là toàn dãy 5 tầng. Nó lên trên VT1 nhiều lắm rồi đấy. Bảo là phá đi làm mà chưa đâu vào đâu, không có tiền. Mà xin lỗi chứ là cái toilet dùng chung hết. Sao? Bếp dùng chung. Kinh không? Ừ, thế mà ở mấy chục năm đấy, đấy tất cả công nhân nhà máy giày ở đây. Nhiều người quen rồi cũng chịu được, ừ, cũng đi được. Có người quen đấy thì còn không đi được thật. Đi. Ở đây quen rồi thì hay. Nhờ, con người đấy. Hay thế. Bây giờ nhìn cảnh kinh khủng. Mà cái hồi nhà thằng Bình Cóng là trong Vũng Tàu, nó ở đây khu 3 tầng rồi này. Vâng, ở đây 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 ở phía đầu này. Ừ. Phía đầu kia. Ừ, nhà đấy mà đến nhờ không nhưng mà cái chỗ đây cũng được. Ừ. Chỗ đấy nhà không, cái nhà đấy nhà anh ấy thì ở vị trí đầu veo, tại vì nhà anh ấy gần nhà bạn em mà. Ừ. Con hậu bạn em mà bọn em nó học ở trên nhiều lắm. Mà khu cái đấy. Học sinh uống tí rượu lúa mới xong rồi say mà đến nỗi mà đi từ tầng trên xuống đi bằng hai cái mông mà. Xong là lấy hai cái tay lê để cho nó cười mà. Đấy, cái nhà ba tầng đấy như kỷ niệm lắm. Nó có một cái đường rãnh ở giữa.